Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay cậy ơn của Chúa, tôi cùng với bà chị em sẽ cùng nhau để xem lời Chúa ở trong sách Luca chương 11. Chúng ta sẽ từ câu 1 cho đến câu số 13. Luca đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu số 13. Luca đoạn 11. Chúng ta cùng, tôi sẽ đọc câu lẻ và hội thánh đọc câu chẵn. Có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ của mình. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội cho chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ nợ của mình. Và xin cho nên chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi, cho tôi mượn ba cái bánh. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: Đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Trong các ngươi có ai làm cha khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là con mình xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Chúng ta đọc chung câu 13. Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Trong sách Luca chương 11, Chúa Giêsu Ngài đã cho chúng ta một cái sự dạy dỗ liên quan về sự cầu nguyện. Và trong phần kinh thánh này, chúng ta đã có 3 phần mà Chúa Ngài dạy chúng ta về sự cầu nguyện. Phần thứ nhất, các môn đồ nói rằng: Chúa ơi, xin Ngài dạy cho con cầu nguyện cũng như là dân đã dạy cho môn đồ của mình. Và Chúa Giêsu dạy cho họ về cái sự cầu nguyện. Và trong sách Luca kỹ thuật nó chỉ đi lướt qua, nó không chi tiết như là ở trong sách Ma-thi-ơ chương 6. Đó là bài kinh Lạy Cha hay là bài cầu nguyện chung mà chúng ta thường cầu nguyện: Lạy Cha của con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vân vân và vân vân. Và ở đây thì Chúa Giêsu Ngài dạy cho các môn đồ cầu nguyện. Rồi câu từ câu 5 cho đến câu số 10 thì Chúa Ngài cho một cái ví dụ để cho thấy chúng ta cần kiên trì trong cái sự cầu nguyện. Và đồng thời với sự kiên trì đó thì cái người bạn đó, người chủ nhà đó đã cho cái người bạn của mình ba cái bánh. Và ở từ câu 11 trở đi thì Chúa cho chúng ta một cái sự so sánh từ một người cha thuộc thể so sánh với một cha thương thiện thiên thượng. Ba phần này sẽ giúp đỡ cho tôi và bà chị em để chúng ta thấy được cái sự cầu nguyện nó quan trọng như thế nào, và chúng ta sẽ thay đổi cái phương cách cái sự cầu nguyện, cũng như chúng ta sẽ có một cái lòng khao khát để tìm kiếm. Nếu như chúng ta cầu nguyện gọi là cầu nguyện đúng thì chắc Chúa không dạy chúng ta cái cách cầu nguyện, phải không bà chị em? Và buổi sáng hôm nay cảm ơn của Chúa để tôi hướng dẫn bà chị em trong một cái phần kinh thánh mà nói rằng là gì? Chúng ta hãy làm rộn Chúa. Ở trong câu 8 nói như thế này: Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dạy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn sẽ dạy và cho người đủ sự cần dùng. Chúa dùng cái ví dụ này để Chúa dạy chúng ta một cái phương cách để cầu nguyện. Có rất nhiều phương cách cầu nguyện khác nhau, nhưng mà đây là một cái phương cách cầu nguyện, là phương cách cầu nguyện làm rộn Chúa. Làm rộn là như thế nào anh chị em? Làm rộn là sao ạ? Dạ.
không cho, cũng kêu hoài. Nhưng mà cái kêu này nó không phải là kêu ở trong cái điều thiếu hiểu biết, nhưng kêu ở trong cái điều là nhu cầu thật sự cần thiết, một sự khao khát để có thể đáp ứng một cái nhu cầu nào đó của một ai đó trong cái sự cầu nguyện này. Cho nên chúng ta thấy ở trên thì Chúa dạy cho các môn đồ cầu nguyện, và những môn đồ nói như thế này là Chúa xin dạy chúng tôi cầu nguyện. Ở trong Ma-thi-ơ thì nói rằng các ngươi phải cầu như vậy nè. Như vậy thì Chúa chỉ cho chúng ta cái phương cách để chúng ta có thể cầu nguyện một cách hiệu quả. Có những lời cầu nguyện bằng đức tin, có những lời cầu nguyện bằng sự công bố, bằng những lời hứa của Chúa có ở trong Kinh Thánh rồi. Nhưng tại đây có một loại cầu nguyện nữa mà Chúa cho một ví dụ, đó là loại cầu nguyện làm rộn Chúa. Tôi không biết anh chị em có làm rộn Chúa chưa. Nào bây giờ ở đây chúng ta thấy những đứa con của mình đó, chúng ta có thấy con của mình đã từng làm rộn mình chưa? Nó làm rộn như thế nào? Nó lại: mẹ ơi, ba ơi, cho con cái này, ba ơi, con cần cái này, mẹ ơi, cần cái kia. Rồi mình không cho, mình nói không, không được. Bắt đầu nắm tay: đi mà, cho đi mà. Nó giống như là chúng ta ăn vạ. Nhưng cái từ ăn vạ thì nó lại làm một cái điều gì đó ích kỷ cho tư dục. Cái đứa con nó ăn vạ có nghĩa là nó cái điều đó cha nó biết rằng là không được, nhưng mà nó vẫn ăn vạ với cái tình yêu của cha. Nó vội vĩnh cho đến khi nó có được. Đó là sự ăn vạ. Và cái kiểu cầu nguyện đó, cái cầu xin đó không được Kinh Thánh ủng hộ. Nhưng cái từ làm rộn này nó khác. Bởi vì cái làm rộn này nó có một cái nhu cầu đặc biệt. Nó có một cái nhu cầu mà chính đáng. Đôi khi cái nhu cầu không phải của chúng ta, nhưng mà nhu cầu phát sinh. Tại câu chuyện này thì nhu cầu này là của người này hay là nhu cầu này phát sinh ạ? Nhu cầu phát sinh. Chúng ta thấy Chúa dạy ở trong câu 5, đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: có một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng: bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh. Có một người bạn hữu. Có bao giờ chúng ta đang yên giấc, chúng ta thấy bình an vô sự, chúng ta đang thấy có một cái điều mà đi theo Chúa, mình cảm nhận một điều rằng quá tuyệt vời trên đời sống của mình, thình lình có một bạn hữu của mình đến và nói rằng là: mục sư Tuấn ơi, cho tôi 3 cái bánh. Trong khi nhà của mình không có 3 cái bánh. Nói cách khác, đôi khi có những cái nhu cầu của anh chị em, có những nhu cầu của hội thánh này, nhu cầu hội thánh kia, và đến nói với chúng ta rằng: hãy cho tôi 3 cái bánh. Quả thật anh chị em không có 3 cái bánh. Và cái thời điểm xảy ra cái việc này là ban ngày hay ban đêm? Dễ kiếm bánh không ạ? Ở Sài Gòn có thể dễ kiếm bánh nè, đúng không ạ? Nửa đêm chúng ta ra ngoài chúng ta đi tìm, họ cũng có những cái quán nó có bán khuya, bánh bao, hủ tiếu, gõ cái gì đó chúng ta có thể mua được. Nhưng mà ở vùng miền quê thì không thể nào có được. Đôi khi cái việc ăn của chúng ta đó, chúng ta nhớ là Chúa dạy ở trong cái bài cầu nguyện là: xin cho con đồ ăn đủ ngày. Và ngày nào đủ ngày đó, mana đủ có một ngày đó. Bây giờ người bạn nói rằng: tôi lỡ đường, tôi hết bánh rồi, xin lỗi, tôi đói quá rồi, xin giúp tôi với. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao? Nếu giả sử người ta tìm được bánh, người ta có đến gõ cửa chúng ta không? Nếu người ta bình an thì người ta có đến nhờ chúng ta để cầu nguyện không? Nếu người ta có thể được chữa lành rồi thì người ta có nhờ chúng ta để cầu nguyện chữa lành không? Nếu con người ta được giải cứu rồi thì người ta có cần đến chúng ta để được giải cứu không? Như vậy anh chị em có sẵn sàng cho mượn không? Nhưng mà trong nhà anh chị em không có. Trong nhà anh chị em không có bánh sao? Thì sao? Đấy, cho nên chúng ta đây là một cái nan đề mà chúng ta cần phải giải quyết. Có phải chăng là mỗi tháng chúng ta có 2 ngày để anh chị em đi mượn bánh không? Bánh ở nhà hết rồi, và chúng ta đến cùng nhau để chúng ta gõ cửa và mượn bánh.
Đôi khi bánh chúng ta chỉ đủ cho chúng ta, nhưng mà đủ chúng ta chưa đủ, đủ cho chúng ta vẫn chưa đủ. Bởi vì đâu đó còn rất nhiều anh chị em, rất nhiều những mảnh đời đang đói, đang khát, đang có nhu cầu để được giải cứu. Và tôi ông bà chị em, chúng ta được mạnh mẽ trong Chúa, ok, chúng ta có thể đủ mạnh mẽ để chúng ta vượt qua. Chúng ta có thể đủ cái sự chủ động để chúng ta tìm kiếm. Nhưng mà chúng ta biết có những điều chúng ta không có khả năng để chúng ta giải quyết nó. Kinh Thánh khích lệ tôi và bà chị em hãy dạn dĩ đến gần Ngài ân điển, vì tại đó chúng ta tìm được ân điển và sự thương xót của Chúa trong thời giờ chúng ta có cần dùng. Chúng ta có biết lúc nào chúng ta cần dùng? Lúc nào đôi khi chúng ta có những anh chị em đang cần để chúng ta giúp đỡ? Cho nên làm sao chúng ta luôn luôn có một sự sẵn sàng cho cá nhân, và cũng như chúng ta cũng sẵn sàng để có thể tìm kiếm cho anh em của chúng ta có những người đang thiếu bánh, có những người đang đói. Cái lý do mà người này mượn bánh thì lý do là gì? Câu số 6: vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Vì bạn tôi, người bạn của tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Anh chị em biết rằng cái việc mà tiếp khách đó là một cái việc rất quan trọng đối với người Do Thái. Nó dường như là một cái phong tục, mà cái phong tục này được đề cao vì Kinh Thánh nói khi chúng ta tiếp khách cũng có thể chúng ta tiếp thiên sứ. Và tiếp khách là một cái điều gì đó mà chúng ta khi tiếp khách với một tấm lòng chân thành, với một cái hết lòng của mình, thì chúng ta sẽ nhận được. Chúng ta xem lời Chúa ở trong sách Matthew đoạn 10. Matthew đoạn 10 câu 40 cho đến 42. Matthew đoạn 10 câu 40 cho đến câu 42. Dạ, chúng ta cùng đọc cùng nhau ạ. Matthew đoạn 10 câu 40 cho đến câu 42. Xin bắt đầu. Ai rước các ngươi, tức là rước ta. Ai rước một đấng tiên tri, vì là tiên tri, sẽ được lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính, vì là công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ được lãnh phần thưởng của mình rồi. Dạ. Sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Như vậy Chúa khích lệ chúng ta cần phải gì? Phải đón tiếp hay là tiếp rước khách. Nếu tiếp một người tiên tri thì được phần thưởng của đấng tiên tri. Nếu tiếp một người công chính, người ta phần thưởng người công chính. Và cho ai đó một cái chén nước lạnh thôi, vì người đó là môn đồ của Chúa, thì cũng không mất phần thưởng của mình đâu. Như vậy cái sự khích lệ của Chúa, sự dạy dỗ của Chúa chúng ta là chúng ta năng tiếp khách. Vì chúng ta không biết đó là ai. Có lẽ là thiên sứ, có thể là người tiên tri, có thể là người công chính. Và nếu cái người đó là tiên tri và thật là tiên tri thì chúng ta sẽ được phần thưởng của đấng tiên tri. Chúng ta sẽ nhận được phần thưởng của đấng tiên tri, có nghĩa là chúng ta nhận được cái lời chúc phước của đấng tiên tri đó. Chúa dạy chúng ta vào nhà nào phải cầu bình an cho nhà đó. Cho nên biết chăng rằng một ai đó mà đến với chúng ta trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy tưởng chừng như là một cái gánh nặng, nhưng mà biết đâu đó chính là cái cơ hội để Chúa làm ơn cho chúng ta thì sao? Khi mà khe cây rít nó bị khô và con quạ không tha thức ăn tới nữa, Eli làm gì ông bà chị em? Chúa kêu Eli hãy chạy vào trong thành Sarepta, thì tại đó sẽ có một người đàn quá nuôi ngươi. Ông chạy vào và gặp một người đàn bà đang lượm củi. Tôi thiết nghĩ bà cũng cằn cỗi lắm,
Tôi phải nghĩ bà ốm yếu lắm. Tại vì sao? Bởi vì một cái nạn đói kém ở tại đó đang xảy ra. Chúa không kêu Eli để đến với một cái nhà giàu có, nhưng Chúa kêu Eli đến một cái nhà hết bánh. Có những lúc chúng ta có rất là nhiều tiền, chúng ta rất là dễ có thể ban ra, đúng không anh chị em? Chúng ta vẫn có thể tiếp anh chị em mình. Nhưng mà lúc nào là phép lạ sẽ xảy ra? Lúc chúng ta nhiều tiền hay là lúc chúng ta khô? Isaac đã gieo hạt giống ở trong xứ trong lúc nào? Lúc đói. Có nhiều khi chúng ta có những cái nan đề nó xảy đến và chúng ta cần để được giải quyết cái nan đề đó. Thay vì Chúa dùng một cái người giàu có đến, dâng hiến cho ta một cục tiền, chúng ta cảm ơn Chúa, sẽ vui mừng. Nhưng không, Chúa lại kêu Eli đi đến một cái người đàn bà hết bánh. Và tại đó, ta sẽ dùng người đó để nuôi người. Nghịch lý không anh chị em? Bây giờ tôi sẽ đến với nhà của một siêu vĩ. Là cái nhà hết bánh mà đang nuôi đứa con vô lớp mẫu giáo và đang nuôi bà bầu thì sao? Gọi điện một sư tính. Thì có phải là gánh nặng không? Gánh nặng hay là cơ hội ạ? Cơ hội hay là gánh nặng, nó tùy thuộc vào thái độ của chúng ta, có đúng không ạ? Chúa không kêu đi đến một cái nhà của một người nhà giàu, nhưng Chúa kêu đến một người đàn bà quả sách ta. Và Chúa nói trước với người đàn bà sách ta đó. Và Chúa cũng nói với Eli, ngươi hãy đến đó, ta dùng một người đàn bà quả để nuôi ngươi. Và khi đến, thấy bà đi lượm củi. Bà ơi, làm gì đó? À, tôi có một chút bột, một chút dầu. Tôi lượm mấy cái củi để làm hai cái bánh nhỏ để cho tôi và con tôi, để chúng tôi ăn rồi chết. Bà nói rất rõ, bà trình bày rất rõ, không hề nói bóng nói gió gì ở đây cả. Bà nói rõ, tôi chỉ còn một chút bột, chút dầu, lượm vài cây củi để làm hai miếng bánh nhỏ để tôi và con tôi ăn rồi chết. Những lúc mà chúng ta dường như chỉ còn một chút bột, một chút dầu, những lúc mà chúng ta dường như chúng ta bế tắc, thì đôi khi Chúa lại dùng một người khác đến để thách thức đức tin của chúng ta. Có dám dâng hay không? Có dám tiếp đãi hay không? Có dám mở lòng của mình ra không? Đây là cái chỗ sự thách thức của đức tin chúng ta để có thể có được. Câu chuyện đã diễn tiến và chúng ta đã biết cái kết quả của nó. Bây giờ trở lại mà đó trong Luca thì anh chị em thấy ở đây cái người này đến để xin hay là cho mượn ba cái bánh. Vì bạn của tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Tôi thiết nghĩ rằng chính cái người mà đi hỏi mượn ba cái bánh đó, người này cũng khó xử. Khó xử với khách và cũng khó xử với chính mình, không biết phải làm sao. Nhưng vì tấm lòng tiếp khách và mong muốn rằng để có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người khách của mình, thì người này đã âm thầm để đi mượn ba cái bánh. Tôi và chị em, chúng ta rất cần những cái bánh ở trong nhà của mình để chúng ta có thể sẵn sàng để có thể đáp ứng cho một ai đó. Nhưng mà đôi khi chúng ta bánh chỉ đủ ngày nào dùng ngày đó, mà chúng ta cần phải đi mượn. Khi nói về mượn có nghĩa là cái đó chúng ta không có quyền sở hữu. Có những điều ở trong đời sống của tôi bà chị em, chúng ta cần phải mượn Chúa. Chúng ta cần phải mượn, chúng ta cần phải đến để chúng ta nhận lấy ân điển và sự thương xót thì Chúa ban cho miễn phí. Nhưng mà sự sức giàu thì cần phải có cái sự trả giá, và chúng ta cần mượn nó. Một ngày kia những môn đồ của những tiên tri nói với Elise rằng chúng tôi đi đốn củi, vì tại đây nó
chật chội quá rồi. Cho nên tôi đến để tìm một cái nơi để chúng tôi đốn củi để xây thêm, dựng thêm những cái căn nhà khác cho các môn đồ của mình. Eli đã đi với họ. Mà đang đốn củi thì cái chiếc rìu nó rớt xuống. Và cái người này làm gì? La lên: "Hô thang ơi, Chúa tôi có mượn nó. Bây giờ tôi mượn nó, bây giờ nó rớt xuống rồi. Nó rớt xuống cái ao hồ này rồi. Và làm sao nếu cái rìu mà để đốn củi mà bây giờ nó mất cái lưỡi rồi, chỉ còn cái cán thôi, thì làm sao có thể đốn củi?" Anh chị em có tưởng tượng được rằng ngày hôm nay đôi khi chúng ta đi đốn củi mà chỉ có cái cán không không? Cái rìu không có. Cái rìu nó mất rồi. Cái rìu là một cái vật để có thể, nó là một cái điều bén nhọn để khiến tôi bà chị em đốn được cái cây củi. Và cái rìu nó mới có đem sự lợi ích. Cái sự bén nhọn của cái rìu nó sẽ giúp cho chúng ta đốn được những cây củi và dựng được những cái trại. Sự sức dầu của Chúa nó sẽ khiến cho chúng ta hầu việc Chúa trở nên nhạy bén hơn. Sự sức dầu của Chúa khiến cho lời chúng ta rao giảng nó có quyền năng. Sự sức dầu của Chúa khiến cho lời cầu nguyện của chúng ta nó đem lại quyền năng và đem lại sự giải cứu cho người khác. Sự sức dầu của Chúa đôi khi chúng ta rao giảng thôi, thì ngay lúc đó quyền năng của Chúa phóng thích ra và khiến cho người ta nghe được lời đó và người ta đem được chữa lành và người ta được khỏe mạnh. Sự sức dầu của Chúa là quan trọng nhất ở trong đời sống của chúng ta. Kinh Thánh gọi sự sức dầu là thật. Sự dầu từ nơi Đấng Thánh là thật. Và nếu sự dầu ở trong mình, vẫn còn ở trong mình, thì liên tục có thể đem lại cái ích lợi cho cái chức vụ của tôi và anh chị em. Và chúng ta cần phải mượn nó. Chúng ta mượn nó để làm gì? Mượn nó cho chính mình, mượn nó cho anh chị em của chúng ta, mượn nó để có thể giải quyết được những cái nan đề ở trong đời sống của tôi và anh chị em. Người bạn của tôi đi đường mới tới, nhưng mà tôi không có chi đãi người. Và Chúa đưa ra một cái giả định. Ở trong câu số 7, Chúa đưa ra một giả định như sau: nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: "Đừng quấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái tôi và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho ăn." Đây là một cái giả dụ. Giả sử rằng như cái người ở trong nhà nói rằng gì: "Đừng quấy rối tôi nữa, cửa đóng rồi, con cái tôi đã đi và tôi đi ngủ rồi, không dậy được để cho bánh cho ăn." Nó là một sự giả định. Chứ còn nếu như cái người đó ngủ rồi thì người đó làm sao trả lời đây, phải không ạ? Đây là một cái giả định. Anh chị em biết là kết thúc của một ngày của người Do Thái nó cũng là khởi đầu của một ngày mới. Đó là mấy giờ? 6 giờ chiều. Những người lái buôn cần phải vội vào trong thành trước khi cánh cổng của thành đóng lại. Và gia đình của họ, họ phải cùng quây quần với nhau để bẻ bánh ăn bữa tối với nhau. Và sau khi kết thúc bữa tối rồi thì không có thêm bất cứ một cái gì cả. Họ phải rửa chân và họ thay đồ ra và họ lên giường họ ngủ. Có nghĩa là lúc bấy giờ không có một cái nhu cầu nào nữa. Nhà ai người đó nấy lo. Nhưng mà ở đây chúng ta cái năng đề phát sinh là gì? Là chính có một cái người bạn đi tới. Mà người này đến vào lúc nửa đêm. Ngày nay chúng ta có những cái nhu cầu vào lúc nửa đêm không chị em? Dạ. Tối hôm qua, để tôi coi vào lúc mấy giờ nha. Dạ, tối hôm qua lúc 2:45, một người nhắn tin cho tôi để nhờ cầu nguyện cho đứa con bị quỷ ám.
giờ lúc nửa đêm. Nửa đêm cũng là giờ mà người ta yên giấc. Nửa đêm là giờ mà chúng ta không có muốn làm bất cứ gì hết. Và nửa đêm cũng là giờ mà của thế giới tối tăm nó hoạt động. Nửa đêm là một cái điều gì đó mà chúng ta không còn muốn làm bất cứ gì. Chúng ta cũng muốn yên nghỉ, nghỉ ngơi để chi chúng ta có một cái ngày mới, để có một cái sức lực. Và khi tôi nhận được tin nhắn này, tôi không ngủ được cho đến hơn 4 giờ sáng. Sau đó người anh em gửi cái clip là con của họ bị quỷ ám như thế nào vào lúc nửa đêm, và cần hội thánh của chúng ta để cầu nguyện. Và tôi nói rằng hôm nay chúng tôi cầu nguyện, chúng tôi có mấy ngày để kiên ăn cầu nguyện, và tôi cũng sẽ cầu nguyện cho vấn đề này. Và gia đình này ở bên hội thánh truyền thống. Chúng tôi cậy ơn của Chúa để sắp xếp, để hoặc là có thể đi đến nơi đó ở miền Bắc lên xem. Tôi nói ngày mai chúng tôi họp để có thể bàn, có thể nào hai mục sư hay là một mục sư, một nhân sự có thể đi ra ngoài đó để có thể giúp đỡ cho cái gia đình này. Họ nói họ chạy đủ phương hết rồi, không được. Mục sư của họ cầu nguyện thì càng cầu nguyện thì nó càng nặng hơn. Và thậm chí cuối cùng ta nói gì, đây là tâm thần, đưa vô bệnh viện tâm thần đi. Tôi chưa có tìm hiểu một cách chi tiết để coi như thế nào. Nếu chúng tôi tìm hiểu một cách chi tiết, chúng tôi sẽ cầu nguyện Chúa để đưa ra một cái phương án để giúp đỡ, để giải quyết cho gia đình này. Có những nhu cầu lúc nửa đêm. Anh chị em có sẵn sàng để giải quyết một cái nhu cầu lúc nửa đêm không? Nửa đêm của thế giới vật chất đó là 12 giờ đêm. Nhưng nửa đêm của thế giới tối tăm là cái lúc mà ánh sáng nó không hoạt động. Anh chị biết tại sao chỗ đó lại có bóng tối không? Bởi vì nó không có sự hiện diện của ánh sáng. Hội thánh của Chúa, con dân của Chúa, được Chúa nói là gì? Các ngươi là gì? Sự sáng của thế gian. Nhưng bây giờ sự sáng không chiếu. Khi Chúa Giêsu đang trên đất thì Chúa nói rằng là khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Ban ngày thì người ta làm việc, nhưng ban đêm thì không làm việc. Khi mà Chúa Giêsu Ngài đi khỏi rồi, Ngài hoàn thành công việc của Ngài, thì Ngài ủy thác lại cái công việc này cho hội thánh, cho những tôi tớ của Chúa. Mà chúng ta thấy một điều này, dường như là tôi tớ Chúa ngày hôm nay chúng ta bị bận rộn trong cái chức vụ của mình, chứ không có bận rộn với Chúa. Điều này khiến cho chúng ta không có sự tỉnh thức một cách đủ để có thể giải quyết những cái nhu cầu vào lúc nửa đêm. Anh chị em biết, thường thì con cái nó ngủ sớm. Đầy tớ ngủ trước chủ hay là ngủ sau chủ ạ? Đầy tớ luôn luôn ngủ sau. Và đầy tớ thức sớm trước hay là thức trễ hơn chủ ạ? Vậy anh chị em là con cái hay là đầy tớ ạ? Chúng ta thích làm con hay thích là đầy tớ ạ? Làm con cho nên là ngủ sớm, ngủ trễ, ngủ nướng. Nhưng mà đầy tớ thì sao? Ngủ trễ hơn. Và gì nữa? Dậy sớm hơn. Ở Sài Gòn đó thì chúng ta thường hay là ngủ trễ và dậy trễ. Còn ở vùng miền quê đó là chừng 8 giờ, 9 giờ là bắt đầu họ lên giường ngủ rồi. Và 4, 5 giờ sáng là khi mà gà gáy hay là chim nó hót thì đã thức dậy rồi. Cho nên nhìn cái tỷ lệ, thí dụ như ở thành phố chúng tôi ngủ vào 12 giờ đêm mà ngủ cho đủ giấc là 7 đến 8 tiếng,
thì nó khoảng là 7 đến 8 giờ. Còn ở vùng quê mà ngủ vào lúc 8 giờ thì 4 giờ, 5 giờ là họ dậy, mà thậm chí là họ ngủ dư giờ, dư giấc luôn. Tại vì họ ngủ sớm. Mà tôi thấy những người ở miền quê lại là những người sức khỏe, khỏe hơn. Đúng không chị em? Nói về thuộc thể. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là vấn đề thuộc linh thì sao? Người đầy tớ của Chúa thì chờ đợi bên chủ để lắng nghe chủ, để chủ giải bài, để chủ chỉ đạo, để trình bày cho chủ một ngày mà con đã làm việc, và đồng thời nhận một cái mệnh lệnh mới cho công việc ngày mai. Công việc của ngày mai là nhận lệnh ngày hôm nay để cho công việc ngày mai, chứ không phải là đợi ngày mai mới nhận lệnh của ngày mai. Vì người đầy tớ phải sẵn sàng trước mọi sự. Cho nên trở lại cái câu chuyện ở đây, chúng ta thấy cái nhu cầu nửa đêm, theo anh chị em ngày hôm nay nhu cầu nửa đêm nhiều hay là ít anh chị em? Giảm rất nhiều. Đôi khi nhu cầu nửa đêm nó không chỉ là chúng ta, con cái của Chúa chúng ta, nhưng mà đôi khi nhu cầu nửa đêm là những người cùng đồng lao với chúng ta thì sao? Sáng hôm qua, cô Thục ở Tây Ninh, ai biết cô Thục à? Chứ cô cũng có tham gia với chúng ta cầu nguyện trước đây. Sau này sức khỏe cô yếu, cô không có đi. Cô nhắn tin cho tôi: mục sư ơi, xin cầu nguyện cho em. Em rất mệt và em không thể tiếp tục công việc của Chúa được nữa. Sức khỏe của em xuống một cách trầm trọng. Cô có một khối u, u tử cung. Và khi cô phát hiện ra, và tôi khuyến khích cô nên đi khám. Cô không đi khám, cô nói cô rất là sợ về vấn đề mổ xẻ. Cô nói nhờ anh em cầu nguyện. Cách đây nhiều năm rồi chị em, trước dịch. Và cầu nguyện cho cô thì cô khỏe lại. Cô khỏe là cô hoạt động rất là năng động. Cô là một người rất là năng động. Ở đây một sư ví có từng đi làm với cô. Những cái cô đi lắng lăng rất là nhanh. Cô làm nhanh hơn người ta. Nhưng cách nay khoảng gần một tháng trở lại, cô có gọi điện cho tôi: mục sư ơi, em cảm nhận rằng là em phải chuyển giao hết tất cả cho hội thánh. Em không làm nổi nữa. Sức khỏe không thể nào đảm bảo được. Và tôi được rồi, tôi sẽ cầu nguyện và tôi sẽ lên thăm cô. Tôi dự định là trong tuần này khi họp ban lãnh đạo lại xong thì tôi sẽ đến để gặp cô. Nhưng ngày hôm qua cô nói là em đang ở Bình Dương, đang ở nhà một người bạn, người này đã có từng làm bên y tế, cho nên người này có thể biết cách để chăm sóc em, để cho sức khỏe em được phục hồi. Mà cô nói rằng là cái khối u nó lớn lên và nó chèn ép và làm cho cô thở không nổi, đi không nổi, ăn không được, không có sức. Và tôi nói với cô rằng chúng tôi sẽ cầu nguyện cho cô. Chúng tôi sẽ kiến ăn cầu nguyện cho cô để Chúa ngày hành động trên đời sống của cô. Đôi khi cái công việc của chúng ta ở trong hội thánh, chúng ta ít cái sự tương tác với nhau. Chúng ta cái người này có cái nhu cầu, họ đi lỡ đường và họ nói rằng là bây giờ tôi đói, tôi cần có thức ăn. Họ mạnh dạn, họ trình bày cái điều đó. Họ không cảm thấy xấu hổ để trình bày cái điều đó. Đôi khi chúng ta là người hầu vị Chúa, chúng ta nghĩ là khi mà chúng ta trình bày ra thì người khác, lập tức người ta khác sẽ đặt câu hỏi với chúng ta ngay: ủa, người hầu vị Chúa tại sao như vậy? Vừa rồi có một chị em trên mạng và thấy được em Thắng ở trên chẳng bàn, họ nhắn tin là bây giờ công việc của em nó đầy bế tắc và cần xin Chúa mở đường cho em một công việc mới. Thì một người chị em này không có liên quan gì với em Thắng cả, không liên quan đến hội thánh chúng ta cả. Người này là người mà chúng tôi quen ở trên mạng, và người này mới nhắn tin cho tôi hỏi rằng là: mục sư ơi, có phải cái em này thuộc hội thánh của mục sư không? Tôi nói đúng rồi, em này thuộc hội thánh mục sư. Và tôi
giải thích ngắn về cái hoàn cảnh của em này cũng như tấm lòng của em này. Em này đã từng bị như thế nào và cái sức khỏe của em làm sao? Thôi giải thích ngắn. Thì cái người chị em nói rằng là: thưa mục sư, cho em giữ phần một số tài chánh để giúp cho em này. À, tôi nói được. Và tôi gửi cái số tài khoản của tôi. Thì người chị em đã gửi cái số tiền đó cho tôi và nhờ mục sư chuyển cho các em này. Đôi khi chúng ta chỉ là người trung gian để có thể đáp ứng một cái nhu cầu cho ai đó. Mà khi nhu cầu được đáp ứng, anh chị em có vui không ạ? Vui vì có mình làm trung gian để chuyển tới, phải không? Đôi khi chúng ta không có được cái gì hết á, không phải vì cơ cần phải chuyển, mà chúng ta thì đi tới người kia nó phải nhót hơn một chút. Không có. Thì chúng ta chỉ làm một cái nơi trung chuyển và trung tính với cái sự trung chuyển đó. Và khi cái nan đề được đáp ứng, chúng ta thấy mình vui vô cùng, anh chị em. Mình thấy mừng vì có rằng gì? Anh em của mình được đáp ứng, nhu cầu được đáp ứng. Đôi khi chúng ta đến, chúng ta nói với một cái người đang cần, cái người mà gọi là có thể đáp ứng về nhu cầu. Anh ơi, bây giờ tôi có một người khách, tôi có một người bạn, nhưng người ta đi đường, người ta không có chi để ăn. Và bây giờ đến với gia đình của tôi, họ cần một bữa ăn, nhưng mà tôi cũng không có nữa. Bây giờ anh ơi, tôi biết anh lúc nào cũng có bánh. Tôi biết cái nhà này lúc nào cũng có bánh. Tôi biết cái nhà này lúc nào có xì xích dầu. Tôi biết cái nhà này lúc nào có thể đáp ứng được nhu cầu. Xin cho tôi mượn 3 cái bánh. Thế cho tôi mượn để tôi có thể đáp ứng được cái nhu cầu của người kia. Tôi nói với anh chị em rằng, ngày hôm nay nhu cầu vào nửa đêm rất nhiều. Người ngoại cũng có. Người ngoại họ cũng đến với chúng ta. Vừa rồi có một gia đình này người ngoại ở Cần Thơ. Họ xem ở trên mạng và họ thấy được những cái clip của họ thánh đăng lên. Và trên đó có để cái số điện thoại của tôi và họ liên lạc với tôi. Họ nói: mục sư ơi, tôi có một đứa con mà nó bị tà linh, nó bị quỷ ám. Nó xưng nó là Lucifer. Người ngoài mà đâu có biết cái gì Lucifer là cái gì đâu anh chị em. Nhưng người này nói rằng là con tôi nó thường tự xưng nó là Lucifer, nó là quỷ 666. Mục sư ơi, bây giờ mục sư có ở nhà không? Chúng tôi sẽ thuê xe đưa con tôi đến đây để chữa lành cho nó, và tôi tin rằng mục sư là người có thể chữa lành cho nó được. Mà lúc đó tôi đang đi công tác, tôi đi huấn luyện, và tôi nói rằng tôi không thể nào đáp ứng cho anh trong thời gian này được. Sau một tuần nữa khi mà tôi đi công việc, tôi huấn luyện xong, tôi trở về thì tôi đã giúp đỡ cho anh được. Nhưng mà nếu như anh cần gấp thì tôi có thể giúp cho anh gấp. Tôi đã liên lạc với mục sư Trần Nhật Tân ở Cần Thơ, ở Phong Điền. Anh em biết mục sư Tân không? Dạ. Tôi liên lạc mục sư Tân và tôi nói: mục sư Tân, bây giờ có một cái nhu cầu như thế này, và tôi hỏi rằng là từ chỗ nhà người đó đến chỗ mục sư có 10 phút à? Vậy thì quá tiện phải không ạ? Và cảm tạ Chúa, tôi cho số điện thoại người đó cho mục sư Tân, và tôi xin số điện thoại mục sư Tân để cũng cho người đó. Người đó chờ. Nửa tiếng sau người đó nói: mục sư ơi, mục sư Tân chưa có gọi cho tôi. Tôi nói: cứ yên tâm đi. Một tiếng sau gọi: mục sư ơi, mục sư Tân chưa gọi cho tôi. Có nghĩa là cái nhu cầu của họ quá cấp thiết. Tôi không nói gì cả, tôi nói: đừng lo, mục sư Tân nói với tôi rằng là mục sư sẽ sắp xếp gọi cho anh đó. Anh đừng lo, sẽ đến. Và cảm ơn Chúa, sau đó thì không có gọi nữa. Thì qua mấy ngày sau, và tôi nhận được cái tin nhắn của mục sư Tân. Tôi cho mục sư Tân vào ngày 12 tháng 8. Thì tới ngày 18 tháng 8, mục sư Tân gửi cho tôi thông tin này: cảm tạ Chúa, em sẽ thuật lại cái công việc gia đình của cái anh này. Tôi xin giấu tên. Anh đã tin Chúa, đồng ý dẹp bỏ bàn thờ và đón con sẽ, tuần này hội thánh sẽ đón con trai đến để bắt đầu cầu nguyện đặc biệt cho anh để giải cứu. Và có tất cả gia đình này có khoảng 4 người tin Chúa. Anh thấy nó tuyệt vời không? Chúng ta không thể đáp ứng được ở dưới đó.
Nhưng mà chúng ta có cái bàn tay nối dài ở dưới đó kia không chị em? Chúng ta có những anh em của chúng ta không? Đôi khi có những người gửi chúng tôi mà gửi giống như là cái người đó không còn chăm sóc được nữa thì họ mới gửi. Có những lần gửi chúng tôi một người, một gia đình ở trên Mỹ, có nghĩa là họ không chăm sóc được nữa. Người đó đóng lòng rồi, không chăm sóc được nữa. Họ gửi chúng tôi giống như là một cái điều gì đó là rất là quý chúng tôi để mà gửi. Nhưng mà coi như là không còn cách nào nữa mà gửi. Thì tôi giao cho một sư ví trên đó và liên lạc, thì trên đó người ta đã đóng lòng, người ta nói không, tôi không tiếp nữa, không tiếp ai nữa. Có thể là họ bị cái gì đó, họ coi như là họ bị cản trở hay như thế nào đó. Cho nên nếu chúng ta thấy rằng người ta có cái nhu cầu thì chúng ta cần phải chia sẻ cho nhau để chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Đừng âm thầm để anh em làm một mình mà anh em không có sức. Nhiều khi chúng ta có những người đi ra làm một mình âm thầm và cuối cùng thì sao? Họ phải gặp nan đề này đến nan đề kia, và chúng ta cuối cùng là chúng ta kiệt sức và chúng ta buồn. Trong khi hội thánh thì không biết. Cho nên có nhu cầu anh chị em hãy đưa vào trong hội thánh, ngay cái hội thánh địa phương của chúng ta. Mỗi hội thánh địa phương cần chúng ta đều có một cái group phải không? Chúng ta đưa vào đó, gửi vào đó cái thông tin để cầu nguyện cầu thai như thế nào đó. Và tôi nói ít nữa rằng khi thông tin được gửi đến thì ít nữa cũng phải thêm có một người để cùng chúng ta hiệp một để cầu nguyện, và nó sẽ có hiệu quả. Ngày hôm kia cũng có một người chị em gọi cho tôi: mục sư ơi, bây giờ đang bế tắc quá, không biết phải làm sao. Biết rằng nói cho một sư cũng không giúp được, nhưng mà nói cho một sư để nó nhẹ lòng chút và cùng nhau cầu nguyện. Gia đình đang có một nan đề tài chánh, cần phải có khoảng từ 50 đến 60 triệu. Rất gấp, trong vòng một tuần lễ cần phải có 60 triệu. Thì tôi nói là thật sự thì ngay bây giờ tôi cũng chưa, tôi có được 20 mấy triệu để tôi chuẩn bị đóng tiền cho con của tôi. Và người ta đòi 2 lần rồi, chúng tôi chưa có thể đóng được tiền cho con của tôi. Mới ngày hôm qua họ đòi lần nữa: mục sư ơi, sắp xếp đóng tiền học của các cháu. Tôi mới nói là tôi lo chưa kịp, xin khất lại cho tôi từ giữa tháng 9 cho đến cuối tháng 9 chúng tôi sẽ đóng. Và tôi có số tiền này để có thể đóng tiền, nhưng mà tôi chưa đủ, chúng tôi chưa đủ cái số tiền này. Bây giờ người chị em có một cái nhu cầu, chúng tôi đang cần cái tiền này, nhưng mà chúng tôi biết là mục sư, gọi cho mục sư là một gọi là nhờ mục sư thì là không đúng. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ, tôi muốn tâm tình để rồi mục sư có thể cầu nguyện cùng với tôi. Tôi nói hai người thì hơn một, chị chia sẻ tôi cầu nguyện thì tôi và chị cùng cầu nguyện. Và tôi và chị cùng cầu nguyện thì Đức Chúa Trời ngài sẽ đáp ứng. Tức là chiều ngày hôm kia anh chị, ngày hôm kia dạ. Yeah. Tôi coi chính xác là ngày nào hôm qua. Dạ đúng rồi, chiều ngày hôm kia. Và cảm ơn Chúa, sáng nay vào lúc 5:53, người này đã gửi cho tôi một tin nhắn: tạ ơn Chúa, nan đề đã được giải quyết. Chúa có nhiều cách đúng không ạ? Bây giờ tôi không có, tôi chạy đến mục sư Tuấn ơi, bây giờ tôi cần 3 cái bánh. Tôi đói quá rồi, tôi đi ngăn được, tôi đói quá rồi, mục sư Tuấn giúp tôi. Mục sư Tuấn không có nữa. Được rồi, để tôi, được rồi, ở đây đi. Thế là mục sư Tuấn chạy qua nhà của mục sư Phạm Liên. Vì tại đó hay có bán đồ ăn và ế. Dạ, không có, cũng đại luôn á. Như vậy thì mục sư Tuấn đến với mục sư Liên. Và mục sư Tuấn không có thể đáp ứng cho tôi được, nhưng mục sư Tuấn có lời cầu nguyện: à được, có một cái chỗ kia, tôi biết cái chỗ kia, an tâm cứ ở đây đi, tắm rửa đi, một chút sẽ có. Và mục sư Tuấn: alo mục sư Liên, bây giờ người này có một nhu cầu, họ đói lắm rồi, hãy giúp cho họ. Ok. Và chúng ta sẽ nói đến cái việc làm rộn. Anh chị em có xác định cùng với tôi rằng là nhu cầu nửa đêm, nan đề của nửa đêm ngày hôm nay rất nhiều không ạ?
Vậy thì chúng ta là tôi tớ Chúa, chúng ta không có chớ trinh được. Chúng ta không chớ trinh cái kẻ cốt nhục mình được. Chúng ta không né tránh được. Nhưng chúng ta cần phải đối diện với nó. Bằng cách nào đó chúng ta phải đối diện với nó. Bằng năng lực của anh chị em, hay là bằng cái kết nối chị em, bằng cái mối liên hệ của anh chị em như thế nào, cái mối liên hệ chúng ta với Chúa làm sao, chúng ta trong có cái ơn nào trong cái công việc của Chúa, chúng ta có thể bắt đầu bước vào trong sự cầu nguyện. Và đôi khi cái sự mách bảo của Chúa cho tôi và anh chị em, đó cũng là phương cách để trả lời cho cái nan đề của người bạn của mình. Cũng cách nay hai hôm, có một người chị em cầu nguyện cho tôi và nói rằng là: Mục sư ơi, Chúa nói với tôi hãy chuẩn bị tinh thần để Chúa sẽ giao cho một cái mục vụ mới. Tôi thật quên, mà nghe là tôi muốn ở giỡn gai ốc rồi. Tại nó quá nhiều công việc, phải không? Và tôi thật quên cho em rằng đào tạo, đôi khi mình đào tạo hết công suất nhưng mà nó không đủ đáp ứng. Bởi vì ví dụ như là 100 người được đào tạo thế không phải tất cả 100 người đều làm việc đâu. Tôi nói khoảng chừng 30% làm việc là mừng lắm rồi. Có những người khác họ cũng được trang bị, họ cũng có lời Chúa để họ vững vàng, họ mạnh mẽ là mình cũng đỡ để chăm sóc họ. Và đôi khi chỉ cần 1/3 làm việc là chúng ta thấy nó hiệu quả rồi. Nhưng mà cái nhu cầu của dân sự của Đức Trời thì nó quá lớn. Nó lớn hơn những cái gì mà chúng ta suy tưởng. Tôi nói mà cho em rằng, phải nói rằng rất nhiều người họ cần đến hội thánh của Chúa. Bởi vì khi họ thấy anh chị em được ơn, thấy anh chị em cầu nguyện được chữa lành, giải cứu, thì họ bắt đầu nhờ đến chúng ta. Và chúng ta không thể nào không làm. Tại vì sao? Bởi vì đó cũng là những người bạn của mình, những anh chị em ở trong Chúa của mình. Ngày hôm kia, anh Tấn cũng là ngày hôm kia, sao ngày hôm kia nhiều quá. Anh Tấn gọi cho tôi mà nói rằng là một sư ơi, bây giờ gia đình này có tổng cộng là 4 người, mà 4 người bị tà linh hết. Mà có một em thì lại nghiện ma túy. Và trong thời gian em chăm sóc, bây giờ em quá đuối rồi. 4 người và được 2 người được giải cứu rồi, còn 2 người còn nặng, là người cha với đứa con trai còn nặng. Mà bây giờ nếu mà gửi vào cho cái trung tâm á, thì chi phí quá cao, người ta không chịu nổi chi phí nổi. Một người như vậy là tháng đầu tiên 6-7 triệu, tháng kế tiếp là 4 triệu mấy. Và chi phí quá cao cho nên hai người họ không có nào để họ có thể giúp đỡ nổi. Vậy thì nếu mà đem lại chỗ thầy thì sao, và đem lại chỗ mục sư Lâm thì sao? Tôi nói bây giờ cứ gọi mục sư Lâm để hỏi mục sư Lâm có đủ cái sức để có thể tiếp tục để tiếp nhận hay không. Còn riêng về nghiện ma túy là tôi không nhận rồi. Tại vì tôi không có khả năng để làm công việc đó. Chú không dùng tôi cái gì đó. Tôi đã cùng mang mấy người và mất chiếc xe đạp, mất luôn chiếc xe Honda rồi. Mất luôn cái laptop, cái máy tính bảng hồi đó. Mục sư Tuấn cũng bị mất một cái rồi. Tôi nghĩ, ủa chú ơi, mấy mục sư kia làm được, tại sao con làm không được? Chú nói tôi rất rõ, ta không gọi con vào công việc này để làm. Mà tôi biết rất rõ tôi, chú dùng tôi để làm cái công việc nào. Mà tôi cần phải trung tín ở trong công việc đó. Và tự nhiên trong lòng tôi có một cái khao khát, một cái gì đó nó rất là trỗi lên ở trong tôi. Tôi nói ước gì có một hoặc hai người được cái ơn trong vấn đề giải cứu và sẵn sàng thường trực ở tại hội thánh. Ở luôn hội thánh cũng được đó. Hội thánh lo ăn uống, hội cần lo gì hết. Chỉ lo cầu nguyện, giải cứu, rồi chăm sóc, dạy đạo. Hội thánh lo hết, ăn uống lo hết, lo cà phê mỗi sáng. Nhưng mà không có cái tình phí thôi. Mà nếu người đó hai vợ chồng càng tốt. Và nếu như là độc thân, vui tính thì càng tốt, để không có bị vướng bận về gia đình. Còn nếu vợ chồng là phải cùng hai cả hai vợ chồng phải ở tại hội thánh, để chỉ lo cái công việc
giải lời Chúa, cầu nguyện giải cứu. Và ở trên chẳng bàn chỗ, cái điểm ở chỗ, cái chỗ đó là gì cho Mục Sư Tấn? Cái chỗ nhà của cô Tùng là chỗ đó có gì? Ngã ba cây khế An Tịnh. Có một căn nhà bề ngang 6 mét, chạy dài 40 mét. Cô làm tất cả mọi thứ, có phòng ốc, có cái chỗ ngồi nghỉ, có chỗ ăn uống, có chỗ 4 cái nhà vệ sinh luôn, chuẩn bị cho cái tương lai công việc của họ Thành. Và tôi đã từng nói, tôi đề nghị với những anh chị em, tôi nói bây giờ chỗ đó, nếu anh chị em đến đó ở, hội thánh sẽ lo vấn đề tiền điện, tiền nước, cũng như là phụ tiền cho gia đình của bà Tùng, để mình dùng nơi đó làm cái nơi để giải cứu và cứu mang. Có thể chỗ Mục Sư Lâm là cứu mang người nam, và có thể ở chỗ cô Tùng là cứu nam, cứu mang những người nữ. Tôi đề nghị nhưng mà không ai dám đến nhận hết. Ai khao, tôi hỏi thật, ai trong anh em khao khát để có thể giúp đỡ cho những người cần được giải cứu ạ? Dạ, cô Liên, ai nữa? Chứ thế thì anh em hầu vị Chúa mà không giải cứu người khác thì hầu vị Chúa gì? Mà nếu chúng ta thật sự chúng ta khao khát thì chúng ta phải trao dồi. Văn ôn phải võ luyện, phải không? Chúng ta phải trao dồi lời Chúa, chúng ta thời gian cầu nguyện nhiều hơn, chúng ta trao dồi lẽ thật. Chúng ta cần học những cái nguyên tắc về giải cứu. Cần thiết thì chúng ta được cập nhật, được đào tạo, được cập nhật, được thực nghiệm. Vì trong hội thánh chúng ta đâu phải là không có người được ơn trong đời giải cứu. Dạ. Và có thể người ta ở cùng với chúng ta, và cái quan trọng là không phải chỉ giải cứu xong, giải cứu và chúng ta cần có lời của Chúa để dạy lời Chúa cho người ta, để có nền để cho người ta vững vàng nữa. Chứ không cần phải giải cứu không, nhiều khi chỉ dạy lời Chúa thôi và người đó đã mạnh lên rồi. Ánh sáng đến thì bóng tối phải chạy đi. Và tôi nói ở đây cũng là một điều mà tôi ước ao anh chị em, nếu ai là người khao khát rồi đó xin tỏ bài cho tôi. Và tỏ bài là phải trung tín. Và chúng ta chăm sóc, chúng ta ví dụ như có người nữ ở đây, nếu là người nữ thì chúng ta cần có những người nữ để chăm sóc. Giống như cái đợt trước chúng ta cầu nguyện thì cũng có những người nữ vợ chồng của Ngoan đến đây để cùng ở. Nhưng mà nếu mà chỉ ở để chỉ ngủ thôi thì không có cái hiệu quả gì cả. Chúng ta cần có sự cầu nguyện và đồng thời chúng ta cũng có dạy lời Chúa. Phải trang bị lời Chúa, trang bị như vậy thì nó mới có cái năng lực, sức mạnh để người đó đắc thắng. Nếu anh chị em, ai trong chị em có sự khao khát này thì xin vui lòng bày tỏ với chúng tôi. Nếu muốn có một cái nơi ở riêng tư, như là vợ chồng mà ở riêng tư, thì chỗ ngã ba cây khế, chỗ chẳng bàn đi vô có hơn 1 cây số thôi. Nhà cửa ngon lành mà họ đó, họ thánh chỉ có sử dụng có sáng thứ bảy thôi. Còn nguyên một tuần là không có sử dụng. Thậm chí bà Tùng kêu chúng tôi, vợ chồng chúng tôi, gia đình chúng tôi lên đó ở, bà cho miễn phí ở. Nhưng thật sự chúng tôi lại không có thể nào lên đó được. Bởi vì công việc ở tại đây, nếu như anh chị em mà có cái thời gian, chúng ta có một cái sắp xếp được, thì anh chị em có thể đến. Còn nếu ai chưa có vợ mà cần cưới vợ, lên đó ở, có chỗ ở ngon lành, đường xá xe hơi tới chỗ, hấp dẫn vô cùng phải không? Chúng ta trở lại Luca đoạn 11 câu 7. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: đừng quấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho ăn. Câu số 8: ta nói cùng các ngươi,
dầu người ấy không chịu dạy cho bánh vì là bạn mình. Mặc dầu là bạn, tức là có cái mối liên hệ, nhưng mà người đó không thức dậy để cho bánh, cho dẫu là bạn thì sao ạ? Nhưng vì cớ người kia làm rộn sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Nhưng mà cái lý do để người này phải ngồi dậy để đáp ứng cái nhu cầu của người bạn của mình là gì anh chị em? Làm rộn. Anh chị em nói cùng tôi ạ. Lý do đó là gì? Làm rộn. Làm rộn là gì? Trong tiếng Hy Lạp thì cái từ làm rộn này có nghĩa là bạo dạn quá mức, không biết xấu hổ. Tại sao? Người ta nói rồi, tôi đóng cửa rồi, tôi không thể nào dậy được. Nhưng người ta cứ làm rộn liên tục, làm rộn, dậy đi mà. Chúng tôi có cái nhu cầu này, con cái của gia đình của chúng tôi đang có những người bạn đến, đang cần cái nhu cầu này. Và cuối cùng là sao? Vì cớ cái làm rộn. Làm rộn là gì? Tôi không còn cái sĩ, tôi không cần cái sĩ diện của tôi nữa. Sao cũng được hết, miễn là đáp ứng được cái nhu cầu. Anh chị em nhớ cái câu chuyện của người đàn bà Canaan không ạ? Bà đến mà trình bày với Chúa là gì? Con gái của tôi bị quỷ ám đau đớn lắm. Chúa có trả lời không? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 15 từ câu 22, Chúa có trả lời không anh chị em? Chúa không trả lời. Bà lại tiếp tục kêu cào nữa. Thì môn đồ nói: Chúa ơi, thầy ơi, thầy phán một lời cho bà này đi. Xin thầy bảo bà ấy về đi, chứ bà ấy theo sau chúng ta hoài, kêu này hoài mãi, mệt quá. Chúa trả lời sao? Câu 23-24. Câu 24 nói gì ạ? Ta chịu sai đến đây chỉ vì những con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Bà này là bà Canaan, người đàn bà ngoại bang, không quan tâm đến. Ta chỉ lo những con chiên lạc mất của nhà Israel thôi. Câu 25, người đàn bà lại gần lại ngài mà thưa rằng: lại Chúa, xin Chúa giúp tôi cùng. Đây là lần thứ mấy bà kêu gào rồi? Thứ ba rồi. Câu 26, ngài đáp rằng: không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho chó con. Dễ tự ái không ạ? Nếu như anh chị em và tôi, chúng ta sẽ nói gì? Hả? Tôi hạ mình đến mức này là vừa rồi nha. Ông vừa phải thôi chứ. Ông nghĩ ông là Chúa, ông muốn làm gì làm mà. Có thể bà này tức lắm. Tôi có cái nhu cầu cho nên tôi mới hạ mình như vậy nè. Tôi hạ mình như vậy chưa đủ sao, còn nói tôi là con chó nữa. Câu 27, người đàn bà lại thưa rằng: lại Chúa, thật như vậy, chứ nó không quăng bánh cho chó, cho cái con ăn. Mà bà nói sao? Đúng luôn, cũng được nữa, đúng luôn. Chúa nói tôi là con chó con cũng được, nhưng mà Chúa ơi, con chó con nó ăn miếng bánh vụn trên bàn của chủ rớt xuống. Có nghĩa là gì? Chúa ơi, Chúa nói con là con chó con cũng được, và Chúa ơi, mấy cái miếng bánh vụn trên bàn của chủ đó, tức là con cái của chủ ăn hết rồi mà nó còn thừa lại, mà dẫu nó là bánh vụn thì nó cũng là của chủ, mà chủ thương chủ quét xuống chút cho miếng bánh vụn cho con chó con nó ăn đi chủ. Chúa kết luận: hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý người muốn. Chúa thấy người đàn bà này làm rộn Chúa phải không? Có nhiều khi chúng ta cầu nguyện một lần hai lần Chúa không trả lời, chúng ta tự ái đúng không? Khỏi cầu nguyện luôn. Con xin hoài mà Chúa không cho. Con xin một con dê con ăn với bạn bè mà cha cũng không cho. Một ngày tôi kể câu chuyện này cho con của tôi nghe. Bữa con nó đi chơi với lễ, chơi lễ. Ba, cho con xin con dê con đi ba.
Con nói bây giờ con muốn xin về con hay là tất cả của cha là của con? Chúng ta thấy cái sự làm rộn đó là một cái điều gì đó không cần màng tới cái sĩ diện của mình. Đôi khi chúng ta theo Chúa đó, rồi chúng ta có những cái nan đề, chúng ta bị người cày người kia cứ nói, cứ dè biểu đủ kiểu hết. Đó, mày theo Chúa đó, mày theo Chúa mà như vậy đó, đó tại vậy đó, mày theo Chúa cho mình mà như vậy đó. Nhưng người ta đâu có biết rằng chúng ta đã từng khốn khổ khi ở dưới quyền lực của ma quỷ, phải không cô Ngoạn? Phải không Hồng Y? Tôi mừng vì mấy ngày nay tôi theo dõi Hồng Y, thì cầu nguyện cho Hồng Y từ hôm mấy tuần rồi. Bữa một sư tướng giảng cũng có cầu nguyện, rồi tôi thấy Hồng Y bắt đầu đăng những câu kinh thánh lên. Đó là cái sức của Chúa bắt đầu đi qua em, và em có thể đứng trên lời của Đức Chúa Trời được. Đôi khi sự cầu nguyện của các mục sư chỉ là sự trợ giúp, nhiều khi chỉ là một miếng bánh để ăn cho nó qua cơn đói. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải vững vàng đó. Anh chị em biết ngày xưa khi mà cô Ngoãn mới đến đây, đâu có được ngồi thờ phượng Chúa ngon lành. Thờ phượng Chúa ngồi mặt đơ ra luôn, nó không chế tâm trí ngay. Và thật sự tôi nói cho em, qua cô Ngoãn đó, chúng tôi cầu nguyện cho cô Ngoãn mà Chúa dạy chúng tôi về cái tiến trình để mà giải cứu những người có cái tình trạng như vậy. Và chúng ta học được rất nhiều qua cái sự giải cứu đó. Và chúng ta áp dụng vào những nơi khác rất nhanh và rất hiệu quả. Nhiều người được giải phóng về cớ qua cái cách giải cứu cho cô Ngoãn. Chúng ta vui mừng vì cớ ngày hôm nay chị em chúng ta ngồi được tự do, chúng ta không còn ở dưới ách của ma quỷ nữa. Chúng ta tự do để thờ phượng Chúa. Nhưng mà có những lúc anh chị em chúng ta cần một cái bánh. Thì tôi và anh chị em là những người bạn, chúng ta cần phải làm sao để kêu cầu, để làm rộn. Nói về một về cách làm rộn một cái phương diện khác về thuộc thể, có nhiều khi chúng tôi muốn cầu nguyện, muốn gọi là mình kêu gọi cho cái công việc của Chúa. Khi mà kêu gọi công việc của Chúa cho người khác á, tôi kêu gọi rất là dễ vậy. Mà khi mà kêu gọi cho cá nhân của chúng tôi không kêu gọi được. Và đôi khi chính những người khác họ cho rằng là mục sư là không cần phải kêu gọi. Mục sư là coi như là một cái đẳng cấp nào đó, là cái ông này là ổng là ở trên trời đó, chứ không phải là ông ở dưới đất. Ổng là siêu nhân rồi. Ổng ăn không khí để ổng sống rồi. Ổng chỉ kiêng ăn cầu nguyện để ổng sống thôi. Ổng không có năng đề gì cả. Ổng không có nhu cầu gì cả. Không phải. Tôi lấy cái từ mục sư đây không có nghĩa là quá đủ cả nắm. Nhưng tôi nói những cộng đồng của người hầu về Chúa, những anh chị em hầu về Chúa, tôi cũng vậy. Là những người hầu về Chúa. Có những người hầu Chúa chọn thời gian chúng tôi chỉ cậy đức tin để chúng tôi làm. Và bởi đức tin đó, dùng những cái ơn của Chúa cho để có thể phục vụ Chúa. Khi Môi-se đi dẫn dắt dân sự cũng vậy. Môi-se không phải là Chúa. Khi phép lạ xảy ra người ta ngợi khen Chúa, nhưng mà khi bắt đầu năng đề xảy ra thì người ta lôi Môi-se ra. Người ta đàm tiếu Môi-se, người ta chê trách Môi-se, người ta chửi Môi-se, còn hơn nữa gì nữa. Môi-se làm gì? Môi-se cũng kêu cầu Chúa thôi. Và khi Môi-se kêu cầu Chúa thì Chúa chỉ cho Môi-se cái cách để làm sao giải quyết được năng đề. Chúng ta thấy ở đây cái sự làm rộn. Anh chị em có sẵn sàng để làm rộn Chúa không? Có thể lắm chúng ta nói rằng là gì? Thôi mình làm rộn như vậy, mình quấy rầy Chúa, thương Chúa lắm. Chúa cực khổ lắm rồi, để cho Chúa nghỉ ngơi chứ về thiên đàng còn chưa được nghỉ nữa. Mà cứ làm rộn hoài. Thật ra có những cái điều mà chúng ta có thể giải quyết được. Nhưng mà cũng có những điều chúng ta phải làm rộn Chúa. Có những điều Chúa đã giao chúng ta rồi, Chúa sức dầu chúng ta, Chúa ban ơn chúng ta rồi, Chúa ban lời của Ngài rồi, và chúng ta sử dụng lời của Ngài, sử dụng quy quyền danh của Ngài để chúng ta giải quyết. Nhưng mà có những lúc chúng ta không giải quyết được, không ngoài khả năng chúng ta, thì chúng ta phải làm rộn Chúa. Để rồi chính Chúa Ngài sẽ đáp ứng cái nhu cầu chúng ta. Câu số 9 nói rằng ta nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ cửa thì được mở. Ở đây ba động từ tiếp tục chúng ta, đó là gì? Xin, tìm và gõ. Khi nào anh chị em xin?
Khi nào xin? Giả sử bây giờ tôi rất là đầy tiền, tôi rất là đầy bánh, tôi có cần xin không? Khi tôi thiếu thì tôi xin. Và khi nào tôi tìm? Tôi tìm cái gì? Chúa dạy chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Trời và sự công bình của Ngài. Tôi tìm kiếm quyền phép của Ngài, tôi tìm kiếm cái sự cai trị của Ngài, tôi tìm kiếm chính mặt của Ngài. Mà khi nào thì chúng ta gõ? Khi bế tắc, chúng ta cần gõ những cánh cửa. Cửa thiên đàng đang đóng hay đang mở? Mở hay đóng là tùy thuộc vào chúng ta. Tại sao tôi nói tùy thuộc vào chúng ta? Thật ra thì cửa thiên đàng đang đóng. Đóng thì mới gì? Mới gõ. Cửa trời đang đóng. Và ai là cái cửa? Chúa Giê-xu là cái cửa. Chúng ta hãy đến cửa của Chúa để chúng ta gõ. Chúa hứa rất rõ. Xin thì cho. Tìm sẽ gặp. Gõ cửa được thì sẽ mở. Chúa không kết kỹ. Nhưng mà cửa của Ngài đóng. Để rồi những ai có nhu cầu đến gõ thì Chúa sẽ mở. Và anh chị em biết khi chúng ta gõ cửa Chúa, Chúa sẵn sàng mở cho chúng ta. Nhưng mà có những lúc Chúa cũng gõ cửa chúng ta không? Chúa cũng tôn trọng cái quyền của chúng ta. Để khi mà Chúa Ngài gõ cửa, ta muốn vào cùng con, ta muốn giao thông với con, ăn bữa tối với con và con với ta. Có lúc chúng ta có nhu cầu, chúng ta đến gõ cửa Chúa, Chúa mở. Nhưng thế anh chị em, Chúa có nhu cầu không? Để Chúa đến để gõ cửa chúng ta không ạ? Con ơi, ta muốn con thông công với ta. Nhưng có những lúc Chúa gõ cửa thì chúng ta nói sao? Xin lỗi Chúa, con đã rửa chân rồi, làm sao có thể làm cho lắm lại? Con đã cởi áo ngoài rồi thì làm sao có thể mặc lại nó được? Chúa thông cảm đi Chúa ạ. Chúng ta nhớ nhã ca không ạ? Lương nhân tôi đầu thì đầy xương mốc, lọn tóc ta thấm giọt ban đêm. Gõ cửa, hãy mở cửa cho ta, hỡi bạn tình ta, chim bồ câu cái toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa. Được, tôi rửa chân rồi, tôi mặc áo, tôi đã cởi áo ngoài rồi thì làm sao tôi có thể mặc lại được? Năn nỉ một chút nữa. Đến nỗi rằng lương nhân thò tay vào cái nạm cửa, bạn nói cái chốt cửa. Cái từ chốt cửa đó trong nguyên nghĩa nó là một cái nơi kín mật. Chúa chạm đến cái tâm linh của chúng ta, chạm đến cái chỗ mà chúng ta, cái chỗ nào để có thể mở được cửa lòng chúng ta. Ngài có đủ thẩm quyền để Ngài mở cửa lòng chúng ta. Nhưng mà Ngài đã chờ đợi, Ngài không mở, để chờ chúng ta mở. Nhưng mà lương nhân, người yêu của lương nhân đã không mở. Và đến khi một hồi thì lòng của người yêu này nó bị rúng động. Và người này trỗi dậy để mở thì lương nhân đã đi rồi. Anh chị em biết có những lúc Chúa khao khát để trong sự giao thông. Có những lúc Chúa khao khát, con à, ngồi về nói chuyện với ta chút đi. Ta muốn tỏ cho con cái điều này nè. Đôi khi chúng ta bị những thứ nó không quan trọng và nó làm quấy rối chúng ta đến nỗi chúng ta cho đó là quan trọng. Nhưng cái điều quan trọng nhất thì chúng ta lại không chú ý đến. Có phải rằng tôi và anh chị em quá bận rộn đến nỗi không có thời gian dành cho Chúa không? Không có. Chúng ta còn thừa rất nhiều thời gian chị em. Và chúng ta đi đến phần cuối. Chúa lại dùng một hình ảnh của người cha thuộc thể so sánh với cha thuộc linh. Các ngươi vốn là xấu, nhưng mà còn biết cho con mình vật tốt. Là người cha, người mẹ, con mình lúc còn nhỏ không cần xin cái gì chúng ta cũng cho. Có đúng không anh chị em?
Tôi thấy giờ tôi chúng tôi qua con của tôi qua cái giai đoạn mà nó chơi thích thích đi đi chơi chạy xe xe đụng xe rồi chơi nhà banh này kia rồi. Hồi đó chúng tôi đi tới nỗi thậm chí mua thẻ thành viên luôn để cho nó chơi. Tại vì mỗi một lần chơi một tiếng đồng hồ nó nhiều tiền lắm. Nhưng mà mua thẻ thành thành viên á thì chơi thoải mái luôn mà không có tốn tiền. Mà cứ mỗi lần đi lên cái siêu thị đó để cho con tôi nó chơi vui đùa như vậy là mua thẻ thành viên. Ba đứa mua thẻ thành viên luôn. Chúng tôi nhìn từ xa nhìn thấy được nhu cầu của nó, đáp ứng nhu cầu của nó. Nhiều khi mình thấy con đi mình đi dẫn nó đi siêu thị và nó chỉ cần chạy lỡ thấy cái đó thôi, ô thích quá nó cho nên tự nhiên lòng mình muốn cho nó. Ai là cha là mẹ là biết rồi, chúng ta muốn cho nó. Nhiều khi công việc Chúa rất là mệt đó, nhưng mà về cái là dẫn con đi tắm hồ bơi rồi này kia phải không thầy Tuấn? Một sư Tuấn dành hết tất cả cho nó. Đối với người không có con hoặc là người con đã lớn lên, ô làm gì mà phung phí vậy, làm gì mà thời gian để dành cho nó như vậy. Nhưng mà ai là cha là mẹ của những đứa con đó, anh chị thấy đừng nói chi cha mẹ bà nội cũng thấy cũng muốn làm cho cháu của mình nữa, đúng không? Mà Chúa nói các ngươi là xấu đó mà còn biết cho con mình vật tốt, huống chi cha ở trên trời. Cho nên ở phần trên làm cái việc làm rộn để đáp ứng cái nhu cầu cho người bạn của mình. Mà cái người bạn này nói là tôi đóng cửa rồi, tôi đi ngủ rồi, con cái đi ngủ rồi, không dậy được nữa. Nhưng mà nếu làm rộn thì người đó cũng dậy và đáp ứng cái nhu cầu cho sự cần dùng. Vậy thì cha các ngươi trên trời sẽ là quý hơn tất cả cho người biết các ngươi cần dùng những điều của mình. Mà cha các ngươi trên trời sẽ ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Tại sao cứ nánh lại không băng bánh băng này băng kia mà băng Đức Thánh Linh? Bởi vì bánh, những nhu cầu của bánh nó chỉ là tạm thời, nhưng mà giá trị thuộc linh nó là đời đời. Chính giá trị thuộc linh, chính quyền năng của Thánh Linh, chính sự hiện diện của Ngài sẽ khiến cho chúng ta có thể làm cho mọi cái rối loạn trở nên trật tự trở lại. Khi cả cái đất này đang bị hỗn độn thì thần của Chúa vận hành trên mặt nước và nó trở nên trật tự. Khi gia đình chúng ta đang trở nên hỗn độn, khi tài chính kinh tế chúng ta đang hỗn độn, khi mà những cái nan đề của chúng ta về công ăn việc làm nó đang hỗn độn, thì vật chất không thể nào đáp ứng được nó. Nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ làm cho nó yên trở lại, nó trật tự trở lại. Thưa anh chị em, đừng tìm kiếm sai cái giá trị. Bởi vì giá trị thuộc thể và vẫn có thể được đáp ứng, nhưng mà khi chúng ta tìm kiếm giá trị thuộc thể thì giá trị thuộc linh sẽ không được đáp ứng. Nhưng khi chúng ta tìm kiếm giá trị thuộc linh thì giá trị thuộc thể sẽ được đáp ứng. Tôi tin hai ngày mà anh chị em có mặt ở đây để cùng tìm kiếm Chúa với chúng tôi, cùng thờ phượng Chúa, thì chúng ta đang tìm kiếm giá trị thuộc linh hay là giá trị thuộc thể? Nếu chúng ta tìm kiếm giá trị thuộc linh thì chắc chắn một điều rằng chúng ta được đáp ứng giá trị thuộc linh và có cả luôn giá trị thuộc thể cho anh chị em. Hãy trình bày năng đề của mình để cùng có thêm một người nữa cầu nguyện cho năng đề của mình. Bởi vì có khi cái người bạn đó không có khả năng để đáp ứng được cái nhu cầu, nhưng mà người bạn đó có thể làm rộn Chúa để rồi Chúa sẽ đáp ứng nhu cầu cho anh chị em. Hãy mạnh dạn gửi năng đề đến. Gửi năng đề không có nghĩa là kể lễ, gửi năng đề không có nghĩa là mục sư có quyền để có khả năng đáp ứng năng đề. Nhưng gửi năng đề thì mục sư, các những anh chị em, những người đồng công, những người cùng ngồi lại để cầu nguyện, những người đó sẽ làm rộn Chúa cùng anh chị em. Mà năng đề có thể đáp ứng cho anh chị em ngay. Nhiều khi một năng đề ai đã gửi đến, chúng ta tự nhận cái trách nhiệm là chúng ta phải có trách nhiệm để đáp ứng năng đề đó. Không, chúng ta không khả năng đáp ứng. Vì chúng ta là con người, chúng ta không khả năng đáp ứng. Mà nếu có đáp ứng đi, chỉ có một cái chút nhỏ nào đó thôi. Nhưng còn Chúa sẽ là vô hạn cho anh chị em. Chúa nói rằng là Chúa xin thì Ngài há chẳng ban Thánh Linh cho những kẻ xin Ngài sao? Bây giờ là thời gian mà anh chị em sẽ làm rộn Chúa. Hãy để thời gian làm rộn Chúa. Anh cứ em để một thời gian để cá nhân chúng ta nói chuyện với Chúa. Nếu Chúa nhắc cho ra một cái năng đề nào đó của anh chị em mình, hãy cầu nguyện cho. Hãy cùng nói lên, à xin hãy cầu nguyện cho người này. Chúa mới nhắc tôi về cầu nguyện cho người này. Chúng ta không cần phải máy móc để cho hoàn thành cái thời gian cầu nguyện của chúng ta. Nhưng chúng ta để dâm thấm và dành thời gian để những năng đề được nói đến và bắt đầu
hãy làm rộn Chúa. Amen chị em. Xin hãy làm rộn Chúa cho nhu cầu của người chị em ta là cô thục. Xin hãy làm rộn Chúa cho nhu cầu một người anh em của chúng ta ở bên hội thánh truyền thống cần đến hội thánh của chúng ta để có thể giúp đỡ giải cứu con của mình. Xin hãy làm rộn Chúa cho những nhu cầu của anh Tấn đang cứu mang gia đình 4 người cần được giải cứu. Và nếu chúng ta nhớ những cái nan đề nào, hãy đưa lên để cùng nhau làm rộn Chúa. Amen. Thì giờ này xin mục sư tiếp dành cái thời gian hãy hướng dẫn hội thánh. Và chúng ta cứ tự do cầu nguyện với Chúa. Ai cầu nguyện tiếng lạ cũng được, ai nằm cũng được, ai ngồi cũng được. Vì chúng ta dành thời gian để chúng ta tập Chúa chứ không phải tập Chúa vào chương trình. Mà mỗi một người chúng ta phải, khi chúng ta cứu mang một cái điều gì đó, anh chị em hãy nói lên: tôi được Chúa nhắc cho một lời cầu nguyện. Có thể cái người đó tôi không biết người đó là ai, nhưng có thể cái tên của người đó được xướng lên. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Tôi thường nhắc anh em khi tôi đến gần Chúa, tôi nhắc anh em trong sự cầu nguyện. Amen chị em. Dạ. Hãy để thời gian cho chúng ta dầm thấm với Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.